Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta vừa có sở hữu, vừa có mất đi, vừa có lựa chọn, lại vừa có từ bỏ. Những sự việc không như ý luôn luôn xảy ra, bởi xã hội này không phải là thiên đường. Hãy cùng xem những bức ảnh dưới đây và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng nhé. Đừng sợ thất bại, bởi những thất bại sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Hãy nhớ rằng, không ai trưởng thành mà chưa từng vấp ngã. Cái tôi và hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều thì cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít thì cái tôi càng to. Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm và nguy hiểm. Cuộc sống không hề dễ dàng hơn, mà là bởi chính bạn đã mạnh mẽ hơn. Một số người đầu tiên đẩy bạn xuống vực sâu với âm mưu xấu xa của họ, sau đó họ lại ra tay giúp đỡ bạn để nhận được sự cảm thông của bạn. Đây là kẻ thù lớn nhất của bạn, những người như vậy được gọi là đạo đức giả, và những kẻ đạo đức giả bị sỉ nhục và ô nhục trong thế giới này, cũng như trong thế giới sau này. Chúng ta nên nhận ra những người như vậy và cắt đứt mọi ràng buộc với họ, vì bản chất của họ giống như một con rắn độc, không bao giờ chịu thay đổi và nó sẽ cắn bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Tội phạm thời công nghệ không cần phải trèo tường vào nhà bạn, mà chỉ cần thông tin bạn để lại trên Internet là cũng đủ cướp đi của bạn nhiều thứ rồi. Vài người được hưởng đặc quyền từ nhỏ đã mặc định sẽ bước đến đỉnh cao, còn có người phải trải qua thử thách gian nan thì mới đạt đến cùng vị trí. Đôi khi người mang vẻ mặt tốt bụng chưa chắc đã có tâm hồn trong sáng, bởi đó có thể là lớp mặt nạ. Hãy cẩn thận với những người này, bởi họ có thể khiến bạn điêu đứng, nuốt chửng bạn bất cứ lúc nào. Quá phụ thuộc vào máy móc và công nghệ, giờ đây con người ta thậm chí còn không muốn leo lên một đoạn cầu thang bộ. Không chỉ vậy, họ còn bỏ qua rất nhiều thứ khác như sức khỏe, sự thảnh thơi khi cứ phải chen chân lên chiếc cầu thang máy. Dù rằng ai cũng mong muốn có tiền để được hạnh phúc, thế nhưng làm thế nào để có được tiền mà không rơi vào cạm bẫy mới thực sự là một câu hỏi không phải ai cũng trả lời được. Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình bản thân con người chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình. Hãy chọn sao cho sau này khi nhìn lại, bạn không cảm thấy hối hận, chứ đừng lựa chọn chỉ vì lúc đó bạn thấy hợp lý. Mỗi người sinh ra đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn bắt một con cá thể hiện khả năng qua việc trèo cây, thì cả đời của nó sẽ sống và tin rằng nó chỉ là một đứa ngốc. Kế hoạch và thực tế khác nhau rất xa. Hãy chuẩn bị tinh thần vững chắc để đương đầu với mọi khó khăn bạn nhé. Đôi khi con người quá ngốc nghếch để nhận thấy cái mục tiêu mà mình đặt ra rất viển vông và phi lý. Có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ tự biến mình thành kẻ ngốc. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không suy tính cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Thay đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ, không có đúng cũng không có sai, mà chỉ là cách nhìn khác nhau của bạn về sự vật hiện tượng mà thôi. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, để có cái nhìn toàn diện. Thời gian là tiền bạc và sự lười biếng sẽ khiến bạn mất đi tất cả. Hợp tác nhỏ cần bỏ qua sự tự tư mà tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác lớn cần bỏ qua lợi ích cá nhân để cân bằng lợi ích đôi bên. Sự hợp tác cả đời cần bỏ qua cá tính để tạo nên thành tựu.
Đừng chỉ biết vơ vét cho mình mà không chịu trả giá. Đừng chỉ biết cố chấp mà không biết nhượng bộ. Hãy cùng nhau hợp tác để tăng trưởng mới là cách để tồn tại. Mỗi một người chúng ta đều cần có những người bạn như thế này. Khi bạn khó khăn, họ giúp bạn, và khi họ khó khăn, bạn giúp họ. Có được những người bạn như vậy, cuộc sống mới không có sợ hãi muộn phiền. Thế giới này có quá nhiều thứ không giống như chúng ta hằng tưởng tượng. Cuộc sống con người có quá nhiều sự bất lực và tiếc nuối. Thế nhưng chúng ta bắt buộc phải học cách chấp nhận và thích nghi với chúng. Có những người sống giả dối, dù trong lòng họ không hề quý mến bạn, nhưng họ luôn tạo được ở nơi bạn cảm giác bạn được họ quý mến. Ngoài miệng họ không ngớt lời khen bạn xinh đẹp, nhưng trong lòng họ lại nghĩ bạn xấu xí chẳng kém gì thị nở. Đối với bất cứ ý tưởng nào mà bạn nêu ra, họ luôn gật gù tỏ ý hoàn toàn ủng hộ bạn. Lúc nào họ cũng tỏ vẻ thân thiết với bạn, nhưng bên trong họ có thể có những mưu đồ ngấm ngầm làm hại bạn. Bức tranh này đã nói rõ, đây là chiêu trò kinh doanh khiến cả tỷ người mắc lừa. Một con cừu đen giữa một bầy cừu trắng, nếu bạn muốn thành công, hãy thực sự khác biệt. Cuộc sống này vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Đừng ngại thay đổi, bạn có thể mất một cái gì đó tốt, nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn. Bạn không thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng bạn có thể chọn được cách mình sống. Cách người khác nhìn nhận bản thân bạn không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận bản thân mình ra sao. Hãy đối xử tốt với cha mẹ bạn. Nếu bạn không muốn sau này bị con cái đối xử tệ bạc, đó là luật nhân quả. Bạn cảm thấy mình không may mắn, xin nhìn bức hình trên một lần nữa và chia sẻ may mắn của bạn với những người kém may mắn hơn bạn nhé. Một bức ảnh rất đáng suy ngẫm. Bạn hãy nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ để bản thân mình trở thành người vô dụng và tìm kiếm sự thương hại của người khác. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Nó trôi càng nhanh, nghĩa là tấm mồ dành cho bạn cũng sắp hoàn thành. Làm những việc bạn thích và hãy sống sao cho đáng sống ngay lập tức. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này.